Tâm điểm chiến sự Nga-Ukraine chiều ngày 20 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây. Hai máy bay trinh sát của NATO đang hướng về Nga, toàn Moscow báo động. Ukraine tung siêu vũ khí độc lạ vào chiến trường Kursk, quân Nga mới nghe tiếng đã tìm chỗ ẩn nấp. Trong đoàn phục kích ở Donetsk, thiết giáp Nga quay đầu tháo chạy, bỏ mặc bộ binh bị Ukraine tận diệt. Rực lửa ở mặt trận Seversk, dàn bộ binh Nga trên xe máy lao vào hố tử thần Ukraine dọn sẵn. Nga lên kế hoạch phá con đập ở Belgorod Oblast để ngăn đà tiến công của Ukraine. NATO tuyên bố có cách để giúp Ukraine chiến thắng nhanh chóng trước Nga. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Hai máy bay trinh sát của NATO đang hướng về Nga, toàn Moscow báo động. Kính thưa quý vị, theo dữ liệu kiểm soát không phận khách quan ở Tây Bắc nước Nga, máy bay không người lái Boeing Revestrans RC-135U của Mỹ đã cất cánh từ Vương quốc Anh hướng về biển Barents. Một máy bay không người lái trinh sát khác là Benjamin cũng đang bay trên lãnh thổ này ở độ cao 1.300m. Theo radar, hoạt động của máy bay không người lái NATO cho thấy khả năng chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới vào các cơ sở quan trọng ở Nga. Murmansk và cơ sở hạ tầng giao thông nối bán đảo Kola với đất liền có thể bị tấn công, các kênh Telegram quân sự cho biết. Boeing RC-135 là một dòng máy bay trinh sát cỡ lớn do Boeing chế tạo và được một số công ty sửa đổi, bao gồm General Dynamics, Lockheed, LTV, E-Systems và L3 Technologies, và được Không quân Mỹ và Không quân Hoàng gia sử dụng để hỗ trợ người tiêu dùng tình báo cấp quốc gia và chiến trường, với khả năng thu thập, phân tích và phổ biến gần như thời gian thực hiện tại hiện trường. Dựa trên khung máy bay C-135 Starolifter, nhiều loại AC-135 đã được đưa vào sử dụng từ năm 1961. Không giống như C-135 và KC-135 được Boeing công nhận là Model 717. Hầu hết đội AC-135 hiện tại, ngoại trừ AC-135W của RAF, đều được công ty chỉ định nội bộ là Model 739. Nhiều biến thể đã được sửa đổi nhiều lần, dẫn đến nhiều tên gọi, cấu hình và tên chương trình khác nhau. Máy bay không người lái UAV bao gồm cả máy bay không người lái tự động có khả năng hoạt động mà không cần sự can thiệp của con người và phương tiện điều khiển từ xa APV. UAV có khả năng bay ngang được kiểm soát và duy trì được cung cấp năng lượng bởi động cơ phản lực, động cơ qua lại hoặc động cơ điện. Vào thế kỷ thứ 21, công nghệ đã đạt đến điểm tinh vi mà UAV hiện đang được trao một vai trò mở rộng đáng kể trong nhiều lĩnh vực hàng không. UAV khác với tên lửa hành trình ở chỗ, UAV được thiết kế để thu hồi sau khi thực hiện nhiệm vụ, trong khi tên lửa hành trình tác động vào mục tiêu của nó. UAV quân sự có thể mang và bắn đạn dược trên máy bay, trong khi tên lửa hành trình là đạn dược. Đạn dược lơ lửng là một loại máy bay không người lái trung gian giữa chúng. UAV tung siêu vũ khí độc lạ vào chiến trường Kursk, quân Nga mới nghe tiếng đã tìm chỗ ẩn nấp. Quân đội Ukraine đang sử dụng thành công các công nghệ hiện đại trên chiến trường, bao gồm các hoạt động ở khu vực Kursk. Các công nghệ hiện đại đang bắt đầu đóng một vai trò ngày càng quan trọng ở mặt trận. Bằng chứng là một đoạn video do đơn vị UA Red Team của Ukraine công bố cho thấy một tổ hợp robot mặt đất được trang bị súng máy đã hạ gục quân Nga khỏi vị trí của họ ở Kursk. Các nhà phân tích của Oshin làm rõ rằng chúng ta đang nói về một cuộc tấn công vào vị trí của quân đội Nga ở làng Volfino, quận Gluskovsky. Một robot mặt đất được hỗ trợ bởi súng cối đã bắn vào vị trí của kẻ thù. Quân đội Nga đã cố gắng chống đỡ cuộc tấn công từ vũ khí của Ukraine bằng cách sử dụng súng phóng lựu và máy bay không người lái FPV. Nhưng vô ích. Kết quả là quân Nga phải bỏ vị trí này với tổn thất lớn. Các chiến binh Ukraine cho biết kết quả một phần kẻ thù bị tiêu diệt, phần còn lại bỏ chạy. Một ngày nọ, người đứng đầu Tổng cục Tình báo chính Kirill Budanov đã dự đoán số lượng robot mặt đất trong cuộc chiến sẽ tăng gấp bội trong năm qua. Trong cuộc phỏng vấn với The Economist, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự cho biết, giờ đây chúng ta có thể nói về một giai đoạn mới của cuộc chiến khi các nền tảng robot trên mặt đất đã bước vào cuộc chiến. Quân đội Nga sẽ cảm nhận được sức nóng của nó. Trước đó, đài LockWA đã đưa tin về việc các chiến binh Ukraine sử dụng chó robot trong cuộc giao tranh trên đường phố Atares thuộc Donetsk. Những thiết bị này giúp thực hiện trinh sát. Ngoài ra, các hệ thống robot chuyên dụng được thiết kế để sơ tán người bị thương khỏi chiến trường cũng đã được thử nghiệm ở Ukraine.
Trung đoàn phục kích ở Donetsk, thiết giáp Nga quay đầu tháo chạy, bỏ mặc bộ binh Belgrad tận diệt. Các binh sĩ của tiểu đoàn 4 lực lượng tự do thuộc lữ đoàn phản ứng nhanh Trubets của lực lượng vệ binh quốc gia đã đẩy lùi cuộc tấn công của Nga ở khu vực Donetsk. Theo quân phòng thủ Ukraine, quân chiếm đóng Nga đã thực hiện các hoạt động tấn công với sự hỗ trợ của 3 đơn vị xe bọc thép và một trung đội bộ binh. Sau khi cuộc tấn công bắt đầu, một xe chiến đấu bộ binh của địch phát nổ khi trúng mìn. Sau đó, chiếc MTLB tiếp theo của Nga cũng cán phải mìn. Đoạn video được công bố cho thấy bộ binh Nga rút lui sau khi mất xe bọc thép. Máy bay không người lái của Ukraine với máy bay thả dù và FPV đang bắt đầu nhắm mục tiêu vào người Nga. Họ kết liễu bộ binh Nga đang bỏ chạy. Do các hành động phối hợp của vệ binh quốc gia nhằm đẩy lùi cuộc tấn công của Nga, quân xâm lược Nga đã mất một trong các phương tiện chiến đấu bộ binh và một MTLB. Hàng chục lính bộ binh thiệt mạng và bị thương. Các nhà quan sát theo dõi diễn biến chiến sự trong cuộc chiến tranh Nga-Ukraine xác định rằng quân Nga đang cố gắng tấn công các vị trí của Ukraine gần làng Sponoy, quận Bakhmut, vùng Donetsk. Trước đó, đài Lokdok-UA đưa tin lực lượng vũ trang Ukraine cũng lập kỷ lục hàng ngày về số lượng thiết bị của đối phương bị phá hủy. Rực lửa ở mặt trận Sversk, dàn bộ binh Nga trên xe máy lao vào hố tử thần Ukraine dọn sẵn. Stepan Panna, chỉ huy đơn vị Bani, cho biết Nga chủ yếu tấn công bằng bộ binh, nhưng cũng có một nỗ lực đột phá của một nhóm gần 30 binh sĩ trên 15 xe máy. Ông đã báo cáo về cuộc đụng độ này trên kênh truyền hình Ipresso. Chỉ huy đơn vị Bani cho biết Nga đang cố gắng thực hiện các hành động tấn công theo nhiều cách khác nhau mỗi ngày ở khu vực Sversk cũng như ở các khu vực khác. Hầu hết các cuộc tấn công đều liên quan đến bộ binh. Hai ngày trước, người Nga thậm chí còn cố gắng thực hiện một cuộc tấn công vào xe máy. Có một nhóm khoảng 15 xe máy, mỗi xe có hai kẻ xâm lược, có ý định đột nhập sâu vào lãnh thổ cho lực lượng phòng vệ Ukraine kiểm soát. Tuy nhiên, toàn bộ nhóm đã bị tiêu diệt và cuộc tấn công của đối phương đã bị chặn lại. Theo ông, lữ đoàn số 10 đã có mặt ở khu vực Sversk trong 2 năm nay và lữ đoàn đã tiếp nhận vị trí vào tháng 9 năm 2022. Vào ngày 19 tháng 9, Bộ Tổng Tham mưu báo cáo rằng quân phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi 3 cuộc tấn công của Nga gần Verniokamiensk và Ivano-Darivka ở khu vực Sversk. Chỉ tính trong ngày 19 tháng 9, quân đội Nga đã mất 1.130 binh sĩ trong cuộc chiến ở Ukraine. Quân phòng thủ Ukraine đã phá hủy 14 xe tăng và 13 xe chiến đấu bọc thép của Nga ở mặt trận miền Đông. Nga lên kế hoạch phá con đập ở Belgorod Oblast để ngăn đà tiến công của Ukraine. Quân đội Nga đang tính cho nổ một con đập ở tỉnh Belgorod để ngăn chặn bước tiến của quân đội Ukraine. Đại tá Vitaly Sadashev, phát ngôn viên của nhóm quân tác chiến và chiến thuật Kharkiv, đã báo cáo về điều này. Theo ông Sadashev, người Nga không chỉ tích cực xây dựng các công sự phòng thủ xung quanh Belgorod mà còn cho khai thác mỏ ở các con đập. Sadashev cho biết điều này có thể được coi là hành động đặt mìn cho tương lai nếu chẳng hạn tình hình thay đổi đáng kể và Nga phải cho nổ tung các con đập để làm chậm bước tiến của lực lượng phòng vệ Ukraine. Hoặc chúng ta có thể cho rằng Nga đang chuẩn bị các hành động khiêu khích tại các cơ sở thủy điện để đổ lỗi cho Ukraine về hậu quả, về môi trường và nhân đạo trong tương lai. Ông nói thêm rằng, những hành động như vậy có thể được sử dụng để huy động dân chúng và chuyển hướng sự chú ý khỏi các vấn đề nội bộ. Ông Sadashev làm rõ rằng, việc cho nổ đập có thể dẫn đến lũ lụt trên diện rộng, ngập lụt các khu định cư và thảm họa môi trường. Những hành động như vậy là thành phần của chiến tranh hỗn hợp và chiến thuật tiêu thổ. Hơn nữa, bằng cách khai thác các con đập, người Nga có khả năng dàn dựng một thảm họa và đổ lỗi cho lực lượng Ukraine, đổ lỗi cho các cuộc khủng hoảng môi trường và nhân đạo do đó gây ra. Vào ngày 18 tháng 9, Militsyny đưa tin rằng Nga đã chuẩn bị một bãi thử hạt nhân trên đảo Novaya Zemlya cho các cuộc thử hạt nhân mới. Thông tin này đã được công bố trong cuộc phỏng vấn với chuẩn đô đốc Andrei Sinishin, người đứng đầu cơ sở thử vũ khí hạt nhân do truyền thông Nga thực hiện. Trong cuộc phỏng vấn, ông lưu ý rằng cơ sở này đã sẵn sàng hoàn toàn để tiếp tục các cuộc thử hạt nhân vốn chưa được tiến hành tại địa điểm này kể từ ngày 24 tháng 10 năm 1990. Cuộc thử nghiệm cuối cùng là cho nổ đầu đạn 70 kiloton tại địa điểm đường hầm A13N ở độ sâu 600 mét. Sau đó, địa điểm này đã bị đóng cửa một phần.
Địa điểm cũng như phòng thí nghiệm và các cơ sở thử nghiệm đã sẵn sàng. Nhân viên cũng đã được thông báo về khả năng thử hạt nhân. NATO tuyên bố có cách để giúp Ukraine chiến thắng nhanh chóng trước Nga. Sự hỗ trợ lâu dài dành cho Ukraine càng đáng tin cậy thì cuộc chiến do Nga gây ra càng có thể kết thúc nhanh hơn. Và điều nghịch lý là ở chỗ, khả năng kết thúc nó phụ thuộc trực tiếp vào khối lượng vũ khí cung cấp cho Kiev. Tuyên bố này được Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đưa ra trong bài phát biểu chia tay trước khi từ chức. Ông lưu ý rằng đối thoại chỉ có hiệu quả khi được hỗ trợ bởi lực lượng phòng thủ vững chắc, và điều này được thể hiện rõ ràng ở Ukraine. Tổng thư ký Liên minh nhấn mạnh, cách nhanh nhất để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine là Nga thua cuộc. Nhưng khi đó, chúng ta sẽ không có được hòa bình mà là sự chiếm đóng. Ngược lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng ông ta sẽ đạt được mục tiêu trong cuộc chiến và chờ đợi phương Tây. Đó là lý do tại sao ông ta tiếp tục tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo chống lại Ukraine. Ông Stoltenberg tiếp tục phát biểu rằng, tôi không tin chúng ta có thể thay đổi suy nghĩ của Putin, nhưng tôi tin chúng ta có thể thay đổi tính toán của ông ta. Bằng cách cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, chúng ta có thể khiến Putin hiểu rằng ông ta không thể đạt được điều mình muốn bằng vũ lực. Nghịch lý là ở chỗ, chúng ta còn có thể cung cấp nhiều vũ khí cho Ukraine, thì chúng ta càng có nhiều khả năng đạt được hòa bình và chấm dứt chiến tranh. Theo ông, sự hỗ trợ lâu dài của NATO dành cho Ukraine càng đáng tin cậy, thì chiến tranh càng có thể kết thúc nhanh hơn. Ngoài ra, ông lưu ý rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào trong tương lai đều phải được củng cố bởi sự hỗ trợ quân sự mạnh mẽ cho Ukraine và những bảo đảm an ninh tin cậy để duy trì hòa bình lâu dài. Ông kết luận, nếu không có một Ukraine ổn định thì không thể có an ninh ổn định ở châu Âu, và nếu không có tư cách thành viên NATO thì sẽ không có an ninh lâu dài cho Ukraine. Trước đây, được biết Tổng thống Volodymyr Zelensky muốn Ukraine được mời tham gia NATO vào cuối năm nay. Như Le Monde viết, đây là một trong những điểm chính trong kế hoạch chiến thắng của Zelensky mà ông sẽ trình bày tại Washington với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden. Hai ứng cử viên cho chức vụ này, Donald Trump và Kamala Harris, và Quốc hội Mỹ. Trong khi đó, Ngoại trưởng Slovakia Suraj Blana nói rằng tư cách thành viên NATO của Ukraine sẽ tạo ra những cuộc chiến bổ sung. Đồng thời, ông nói thêm rằng Bratislava tôn trọng quyền của Kiev đi đến nơi mà họ muốn. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.